Hello mọi người, mình là Nguyễn Hoàng Anh đây. Bây giờ là 4 giờ chiều. Sau khi mình đi làm về thì mình đã có một giấc ngủ khoảng 30 phút và bây giờ mình dậy. Mình ăn hết cái đống này. Cái đống này mình mua từ Sai rồi, một người đồng nghiệp khá là hay ho của mình. Ambassador. Đây, đống này mình mua đồ Trung Quốc nè. Bây giờ mình ăn hết đống này xong cái mình ra biển mình tắm. Cái này là cái hồi nãy mình có ăn một gói này rồi. Tất cả các mình có hai gói này, mình ăn hết gói rồi. Mình xé ra mình ăn thôi. Cái mùi của nó không biết diễn tả sao ăn cái này béo lắm ăn cái này nhiều mập chết luôn á. Cái này mà làm mồi nhắm là béo béo, uống bia là nhanh hết bia luôn, thầy luôn. Dòng lửa con gần luôn, ăn giòn giòn sực, đã lắm mọi người. Một gói này như 4 đến 6 ngàn cái gì á. Mình mất một tuần để order. Và cái này từ lúc order cho tới giờ là khoảng một tuần. Hết rồi. Nhanh vãi. Gói này hình như là bò. Bò mọi người. Tất cả cái này mình order đều cay, mà vừa rồi mình ăn cái lưỡi vịt không hề có một chút gì cay luôn. Hình như khẩu vị của người Việt Nam với người Trung Quốc nó hơi, cái khái niệm về cái độ cay nó hơi khác nhau một xíu. Mấy này dầu mỡ nhiều không? Ê. Cái bò này mùi tiêu quá trời luôn. Cái này chắc cay hơn cái nãy. Khô à, cái nãy mềm cái này khô à, khô đây à, cái miếng này nó phơi khô rồi xong rồi nó mới đang ướt đi. Nó khô giống như mình khô bò vậy á, tin tôi đi. Hơn một chút cho the, một chút xíu cho the mà. Ngon. Khô bò. Còn cá. Có 3 miếng rồi. Người ta 2 miếng ngắn, người ta 1 miếng dài nhất. Bây giờ ăn vô mới bắt đầu có tiêu mà bắt đầu nó nồng lên nè. Ngay kỹ. Ngon. Cái này là có cá mọi người. Fish. Trong nói chung là dĩ. Hảo.
Nhìn thấy là biết là có dầu mỡ rồi. Ê, đây này có cái đuôi cá nè. Cá này cá gì không biết, nhưng mà cá này cũng là cá khô vậy. Này như cay. Này siêu cay luôn. Này cay hơn bò nãy luôn. Má cái này quay cay quá. Trời. Nè. Ở đây có hai miếng miếng nhỏ này, miếng này vừa nè. Này gần nửa con cá luôn. Cá này 11, 12 rồi. Trời ơi, má quá cay. Thương. Đục. Ăn hết ta đó. Ngon lắm rồi. Cay bãi. Uống nước, uống nước lạnh. Cay quá. Nãy mới kêu khẩu vị cay của người Trung Quốc. Bây giờ ăn cái này chúng chết luôn. Cái này chắc món tứ xuyên nè. Bữa giờ họp menu hả? Đồ ăn Trung Quốc món tứ xuyên siêu cay bây giờ. Rồi. Chẳng lẽ phải dừng clip ở đây tại vì quá cay. Ở đây mình còn một cái cổ vịt, một cái chân vịt, với lại một cái đùi. Cay quá. Đổ mồ hôi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ ăn cái chân vịt này. Ở trong đây hình như có một cái chân. Cay thiệt. Cái này nhìn là vô là biết không cay rồi. Siêu giòn sụn. Không cay. Cái chân của con vịt đó, miếng gà là mọi người biết là kiểu nó có cái màng của nó, với lại nó sụn sụn xưa xong rồi.
Nhưng mà bây giờ mình ăn cái này mình ăn luôn xương của trong luôn. Nó giòn. Sật. Ăn rất là đã luôn. Nhưng mà vẫn còn bị ám ảnh cái cây hồi nãy. Ăn cái khúc trên này xương lên dục bây giờ được rồi. Dục xương đây. Cắn hết cái chân này. Đây là chân bịch. Da thoải. Da thoải. Da thoải. Da. Da thoải. Ngon quá. Để đây xíu không tiếp. Bây giờ ăn cái cổ vịt này. Có hình trái ớt, chắc là cay. Nhưng mà không biết cay cỡ cái con cá tứ xuyên hồi nãy không à. Mấy cái này nó có cái có ngấn cắt bẻ ra dễ lắm. Có cái gói vịt này hồi nãy không có gì phải cắn răng xé ra. Coi mấy cái clip mà của con nhỏ tỷ tỷ Trung Quốc ăn đêm hả, ghiền luôn. Ở đời về ăn nào. Khô kiểu như xong khói vậy. Không cay. Nhìn giống như khô vậy. Khô heo khô bò luôn nè. Xong lấy nén được ta. Đó. Ăn hết chưa luôn. Khá là ngon nhưng mà cái mùi của nó hơi nằm cái vị cái gia vị mà kiểu như là ngũ vị hương thôi chứ nó hơi nằm chứ không ngon mà mấy món kia. Ngon ngon nhưng mà không ngon mà mấy món kia. Đây là món cuối cùng, đùi vịt. À, cái này không có đồ xé, lại phải sử dụng răng rồi mọi người. Khô queo luôn. Dữ thế. Cái đồ này à. Cái này mùi cũng giống như cái cổ. Không ngon à. Không ngon. Đây nãy giờ ăn gì rồi, nãy giờ ăn một cái lưỡi. Ồ cái này không ngon nhưng mà cái này lại là mắc tiền nhất. Cái này hình như
Cái này mười mấy hay mấy gì á, mắc tiền nhất. Một cái lưỡi, cái lưỡi ngon béo, cái khô bò này ngon, nhậu bá phát luôn. Cái cá này cay, cái cổ với cái nhân vịt là ok nhất, nhậu ngon. Ok, gái ăn hết này thôi, bye bye mọi người, ăn xong mình đi biển.